Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, những cơ chế chính sách cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của chính phủ đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trong nước. Để giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với thị trường, các ngành chức năng đang tích cực chủ động làm cầu nối giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và doanh nghiệp nước ngoài nhằm đưa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Dưới sự đồng hành của Bộ Công Thương, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Việt Nam hiện có gần 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện, trong đó có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Khối doanh nghiệp khu vực này tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, chiếm 8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo. Doanh thu sản xuất, kinh doanh đạt hơn 900.000 tỷ đồng một năm, đóng góp gần 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo. Một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực khá tốt tại những lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu, linh kiện xe đạp, xe máy, linh kiện cơ khí tiêu chuẩn, dây cáp điện, linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật, xăm lốp các loại. Các sản phẩm này đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, những tác động của đại dịch COVID-19 đã tác động đến nền kinh tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự đứt gãy các chuỗi cung ứng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc đối với các tập đoàn đa quốc gia theo hướng tăng tỷ lệ nội địa hóa và phân tán rủi ro. Những thay đổi này đặt ra cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tự chủ và năng động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng mới hình thành. Để giúp các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với thị trường, mới đây Hội nghị Giao thương trực tuyến Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản 2021 đã được tổ chức. Đây là kết quả hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Trung tâm ASEAN-Nhật Bản. Tôi đánh giá rất cao việc tổ chức hội nghị trực tuyến để doanh nghiệp hai nước hiểu hơn về nhu cầu của nhau. Các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Toyota, Honda, Yamaha đã đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Các doanh nghiệp mong muốn tìm được những nhà cung cấp tốt nhất cho việc phát triển lâu dài. Bộ Công Thương cũng triển khai thành lập 3 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp tại 3 vùng kinh tế trọng điểm, khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung, khu vực miền Nam, với mục tiêu sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất thử nghiệm, nâng cao năng suất chất lượng, tạo giá trị gia tăng cũng như là tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Cái vai trò của việc kết nối doanh nghiệp là rất là quan trọng, bởi vì doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp đa phần các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang còn thiếu rất nhiều thông tin về thị trường, thông tin về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật do các doanh nghiệp đầu chuỗi họ yêu cầu. Xuất phát từ cái nhu cầu thực tế thì Bộ Công Thương cũng đã tiến hành các cái hội thảo, hội nghị kết nối, đặc biệt là các cái doanh nghiệp FDI hay là các cái doanh nghiệp đầu chuỗi ở Việt Nam thì cũng để giúp các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có thể tiếp cận được họ và có thể cung cấp được một trong các cái sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam có thể đáp ứng được. Theo Bộ Công Thương, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Hội nghị giao thương trực tuyến có sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong các ngành linh kiện điện tử, hóa chất, gia công cơ khí, doanh nghiệp có năng lực sản xuất, quản lý bài bản theo các tiêu chuẩn quốc tế, có mong muốn cùng xây dựng quan hệ đối tác bền vững với các doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cần nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, các biện pháp hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Sản phẩm công nghiệp được tạo thành từ hàng nghìn bộ phận, nếu thiếu một bộ phận, dây chuyền lắp ráp sẽ bị dừng. Do vậy, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phải xác định được khả năng cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thường xuyên. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, với việc tận dụng hiệu quả các điều kiện thuận lợi từ những chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế, khung khổ các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương đã ký kết, các hoạt động ngoại thương của Việt Nam thời gian qua đã ghi nhận nhiều khởi sắc. Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, cải thiện năng lực sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Trong thời gian tới, với sự quan tâm hỗ trợ, thì chính phủ, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo dựng và củng cố mối liên hệ,
kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong một tương lai gần.